Zubat xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chuyên mục hỏi đáp nhanh tuần này, chúng ta lại tiếp tục đến với những câu hỏi nằm trong đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2022. Câu hôm nay mà mình chọn cho các bạn là câu 3A nằm trong đề thi. Dạng bài toán tìm giá trị lớn nhất của một cái hàm y bằng fox trên một cái đoạn AB cho trước. Đây cũng là một trong những dạng khá phổ biến trong các đề thi đại học. Nào, trước khi đi vào nội dung thú vị của bài toán ngày hôm nay, thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời, nếu là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Câu 3A của đề thi có nội dung như sau. Cho hàm số bậc 3, fx bằng x mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng 3. Thỏa mãn điều kiện min của fx trên khoảng từ 0 tới 2 bằng f1 và bằng 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y bằng f của căn của 1 trừ x cộng căn của 1 cộng x trên đoạn từ trừ 1 tới 1. Đầu tiên để giải bài toán này, chúng ta sẽ có một số nhận xét như sau. Các bạn để ý ở đây là hàm số fx là hàm bậc 3, có hệ số a bằng 1 là số dương. Do vậy, trong trường hợp nếu hàm số fx mà không có cực trị, thì hàm số sẽ luôn đồng biến trên n. Đối với những bạn nào đã học qua cái bài về nhận diện đồ thị của hàm bậc 3 thì không khó để có được cái nhận xét này. Và do hàm số luôn đồng biến trên r, khi đó các bạn sẽ để thấy là min của thằng fx trên cái khoảng 0,2 thì nó sẽ không tồn tại. Các bạn đừng nhầm lẫn là min của fx là bằng f0 nhé. Bởi vì ở đây x nó chỉ tiến đến 0 thôi, nó không thể bằng 0 được. Đó là lý do vì sao mà chúng ta không tồn tại giá trị nhỏ nhất trên cái khoảng 0,2 này. Và điều này sẽ dẫn đến việc là không phải yêu cầu của bài tập. Như vậy thì hàm số fx bắt buộc phải có hai cực trị nhé các bạn. Ở đây mình gọi là hai cực trị x1, x2. Và khi đó chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên tương ứng của hàm fx như sau. Và dựa trên cái bảng biến thiên này thì các bạn sẽ thấy được là để min của fx trên khoảng 0,2 mà bằng f1 thì x bằng 1 phải là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Tức là x2 bằng 1 sẽ phải nằm trong cái khoảng 0 và 2. Nó chỉ có thể xảy ra trường hợp này thôi. Ngoài ra vị trí khoảng 0,2 không thể nằm ở những chỗ khác được. Như vậy thì đến đây chúng ta sẽ có một cái hệ phương trình như sau. Là do x1 là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số, do vậy ta sẽ có là f phết tại 1 sẽ bằng là 0. Ngoài ra thì giả thiết cũng cho f1 bằng 1. Do vậy chúng ta có được cái hệ phương trình đó là f phết 1 bằng 0 và f1 bằng 1. Các bạn thay 1 vào fx và f phết x, chúng ta sẽ có cái hệ phương trình theo hai ẩn b và c như sau. 3 cộng 2b cộng c bằng 0. 1 cộng b cộng c cộng 3 bằng 1. Các bạn giải hệ phương trình này, ta sẽ có được là b bằng 0 và c bằng trừ 3. Hay nói cách khác, hàm fx của mình sẽ có dạng là x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng cho 3. Đến đây thì chúng ta đã đi xong được một nửa của bài toán. Bước tiếp theo là chúng ta cần tìm giá trị lớn nhất của cái hàm y bằng f của căn của 1 trừ x cộng cho căn của 1 cộng x trên cái đoạn là từ trừ 1 tới 1. Để giải quyết dễ bài toán này, các bạn nên đặt t bằng căn của 1 trừ x cộng cho căn của 1 cộng x. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ cần phải tìm cái khoảng của t ứng với cái khoảng x thuộc đoạn từ trừ 1 tới 1. Cái việc mà tìm cái khoảng chạy của t thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đi tìm cái giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái hàm căn của 1 trừ x cộng căn của 1 cộng x là xong. Và bằng cách là các bạn cứ đi đạo hàm rồi vẽ bảng biến thiên. Và trên cái đoạn từ trừ 1 tới 1, các bạn chắc chắn sẽ tìm được max và min nhé. Ở đây thì mình làm nhanh luôn. Chúng ta sẽ có được là cái max chính là 2 và min là căn 2. Hay nói cách khác là t sẽ thuộc cái đoạn là từ căn 2 cho tới 2. Từ đó chúng ta sẽ thay đổi cái bài toán này về một cái bài toán mới như sau. Đó là tìm giá trị lớn nhất của cái hàm y bằng ft bằng là t mũ 3 trừ cho 3t cộng cho 3. Với t thuộc cái đoạn là từ căn 2 cho tới 2. Và cái phần tìm giá trị lớn nhất này thì cũng khá đơn giản rồi. Tương tự như trên, các bạn cũng đi lập bảng biến thiên và xét trong khoảng từ căn 2 tới 2. Các bạn sẽ có ngay được cái giá trị lớn nhất của cái hàm FT này trên cái đoạn từ căn 2 tới 2 chính là bằng F2 và bằng là 5. Như vậy là mình sẽ kết thúc cái bài toán này ở đây. Theo mình nghĩ thì bài toán này nó không có khó lắm nhé các bạn. Chủ yếu các bạn khai thác ở cái điều kiện là min của Fx trên khoảng từ 0 tới 2 bằng F1. Để từ đó chúng ta có thể tìm ra được giá trị của B và C. Và bước nữa là khi các bạn tìm giá trị lớn nhất của hàm f của căn của 1 trừ x cộng căn của 1 cộng x thì các bạn nên dùng phương pháp đặt ẩn phụ để đưa về hàm ft. Từ đó mà tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nó dễ dàng hơn. Ok nhé, trong quá trình mình giảng bài toán này, nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây.
Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc các bạn ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu hỏi tiếp theo cũng trong đề thi này.